Xin chào các bạn, Vân Nam là một tỉnh rất là quen thuộc của Trung Quốc. Tỉnh này gần Việt Nam, tỉnh này nổi tiếng với thủ phủ Côn Minh và Vân Nam cũng là mảnh đất của Đoàn Dự, mảnh đất của Đại Lý, mảnh đất mà chúng ta cũng đã được xem nhiều lần trong các bộ phim, đặc biệt là có cả bộ phim Tây Du Ký, một bộ phim huyền thoại với rất nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam nữa. Chào mừng đến với Vân Nam. Tỉnh Vân Nam có diện tích là 394.100 km² và thủ phủ của tỉnh này là thành phố Côn Minh. Với diện tích này thì tỉnh Vân Nam chiếm 4,1% tổng diện tích của cả đất nước Trung Quốc. Nhưng đây cũng đã là một con số rất ấn tượng rồi. Vân Nam lớn hơn nước ta, lớn hơn cả Nhật Bản, lớn hơn cả Đức. Đây đều là những đất nước có diện tích trên 300.000 km². Và với diện tích của họ thì Vân Nam lớn gấp đôi diện tích của Campuchia, lớn gấp 13 lần diện tích của nước Bỉ và lớn gấp 34 lần diện tích của đất nước nhỏ bé Qatar. Tỉnh Vân Nam có đường biên giới dài hơn 4.000 km với Myanmar, với Lào và với Việt Nam. Họ giáp với Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Vân Nam là nơi bắt nguồn của sông Hồng, của sông Đà và sông Mekong cũng chảy qua Vân Nam. Nói thế để thấy được sự gần gũi giữa Vân Nam và Việt Nam. Và một trong những sản phẩm nổi tiếng của Vân Nam bây giờ cũng đang được ưa chuộng trong giới chơi trà tại Việt Nam, đó là phổ nhĩ trà. Vân Nam nghĩa là gì? Vân ở đây có nghĩa là mây, Nam là phía Nam. Mây ở phía Nam có lẽ là cách diễn giải về vị trí và địa hình của tỉnh này. Tỉnh có nhiều đỉnh núi, có mây quanh năm và nằm ở phía Nam của Trung Quốc. Về mặt con người, tỉnh Vân Nam có dân số là 47 triệu người, bằng khoảng một nửa dân số của nước ta. Đây là một tỉnh có sự đa dạng về sắc tộc. Tỉnh Vân Nam là tỉnh có nhiều dân tộc nhất so với tất cả những tỉnh thành khác tại Trung Quốc. Trong số 56 dân tộc được công nhận tại Trung Quốc thì ở Vân Nam có 25 dân tộc. Và khoảng hơn 1/3 dân số tỉnh này là những dân tộc thiểu số. Nói về sự đa dạng dân tộc của Vân Nam thì có một câu chuyện như thế này. Có những yếu tố ở tỉnh Vân Nam nhưng lại gần gũi và cảm giác như rất quen thuộc với những nơi khác. Ví dụ như nếu bạn chưa có dịp đến Tây Tạng chẳng hạn thì có thể đến với Shangri-La, một thị trấn du lịch nổi tiếng ở Vân Nam. Bởi vì ở nơi này có rất nhiều người dân tộc Tạng đang sinh sống và cũng giáp với Tây Tạng. Trong ngôn ngữ Tây Tạng thì Shangri-La có nghĩa là mặt trời và mặt trăng trong trái tim. Và ở những ngôn ngữ khác nhau thì nó đều có nghĩa là thiên đường. Chính vì vậy nên Shangri-La còn được mệnh danh là nơi gần thiên đường nhất. Và đến với Vân Nam nhưng lại được trải nghiệm văn hóa, được trải nghiệm con người không khác gì tại Tây Tạng thì đó quả là một điều rất đặc biệt. Và điều đặc biệt này cũng xuất hiện trong lịch sử của Vân Nam. Khi mà Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước Công Nguyên và ông đã mở rộng quyền lực của mình xuống phía Nam thì những châu, những huyện cũng đã được thiết lập ở phía Đông Bắc Vân Nam, nhưng Vân Nam lúc này chưa hoàn toàn thuộc về Trung Quốc. Một phần vì đường xá xa xôi, địa hình hiểm trở của khu vực Vân Nam. Ở trong thời kỳ Tam Quốc, lãnh thổ của Vân Nam ngày nay và miền Nam của Tứ Xuyên được gọi là Nam Trung và Gia Cát Lượng đã nhiều lần điều binh đến Vân Nam. Theo Tam Quốc diễn nghĩa thì ở Vân Nam lúc bấy giờ có một nhân vật rất là nổi tiếng, đó chính là Mạnh Hoạch. Mạnh Hoạch còn được gọi là Man Vương, đứng đầu các bộ lạc Nam Man và thường xuyên quấy nhiễu. Đó là cách để chúng ta nhìn thấy hình ảnh Vân Nam trước đây cũng đã có rất nhiều dân tộc thiểu số sinh sống rồi. Và theo Tam Quốc diễn nghĩa thì Gia Cát Lượng đã 7 lần bắt được Mạnh Hoạch rồi lại tha với mục đích là thu phục nhân tâm những bộ tộc, bộ lạc ở khu vực này. Mạnh Hoạch sau đó thì thề trung thành với Thục Hán. Hay là Vương quốc Đại Lý là một vương quốc cũng rất nổi tiếng đã từng tồn tại Vân Nam từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 13. Trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung thì Đại Lý là quê hương của Đoàn Dự. Theo đó thì đây là một quốc gia theo Phật giáo và từ vua cho đến dân đều sùng đạo. Vua thường tại vị một thời gian rồi lại xuất gia đi làm sư. Và trên thực tế thì thành cổ Đại Lý đến bây giờ vẫn đang tồn tại tại Vân Nam, là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Vân Nam. Nơi đây có nhiều di tích lịch sử, nhiều tòa nhà, nhiều đền miếu cổ và nhiều sản phẩm thủ công địa phương rất đặc sắc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thành cổ Đại Lý ở phần sau của video này. Đại Lý là quá khứ, còn hiện tại là Côn Minh. Côn Minh chính là thủ phủ của Vân Nam và thành phố này còn được gọi là Xuân Thành, tức là thành phố của mùa xuân. Thành phố này ở độ cao trung bình là gần 2.000 mét so với mực nước biển. Một thành phố có 2.400 năm lịch sử, là trung tâm văn hóa, kinh tế và giao thông của Vân Nam. Vào thế kỷ 13, nhà thám hiểm nổi tiếng Marco Polo đã đến đây và đã viết về vùng đất này trong cuốn nhật ký của mình. Thành phố được hoàng đế nhà Nguyên đổi thành Côn Minh vào thế kỷ 14. Thế rồi sau đó thì Côn Minh đã được nhà Minh chiếm lại chức nhà Nguyên và cho xây một bức tường bao quanh thành phố này. Đây cũng là nơi mà Vĩnh Lịch Đế, vị vua cuối cùng của nhà Nam Minh cùng gia quyến của ông đã tự vẫn.
Và có một điều cực kỳ thú vị khi đến với Vân Nam, đó là Vân Nam được nối tuyến đường sắt đầu tiên không phải là với phần còn lại của Trung Quốc, với những tỉnh khác của Trung Quốc, mà là tuyến đường sắt nối với cảng Hải Phòng của Việt Nam ta bằng đường sắt khổ hẹp 1,1m do Pháp xây dựng và hoàn thành vào năm 1910. Sau đó thì phải mất đến nửa thế kỷ thì Vân Nam mới được nối với phần còn lại của Trung Quốc bằng các tuyến đường sắt khi thông tuyến Thành Đô Côn Minh. Vân Nam hiện nay có 13 sân bay và thêm một vài sân bay nữa đang được xây dựng. Đây là một trong những địa phương có nhiều sân bay nhất tại Trung Quốc và từ Vân Nam có đường bay thẳng đi Việt Nam. Đến Vân Nam thì chơi gì? Đầu tiên hãy nói về thành cổ Đại Lý. Thành cổ Đại Lý chính là thủ phủ của châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý. Thành cổ này có diện tích khoảng 1,5 km2 và có lịch sử lâu đời. Có nhiều công trình kiến trúc đặc sắc còn bảo tồn tốt cho đến tận ngày nay. Thành cổ Đại Lý thì được xây vào cuối của thế kỷ 14, tường thành cao 7m6, ngang 6m và thành này có chu vi là 12 dặm. Điểm cao nhất để ngắm nhìn được toàn cảnh của thành cổ Đại Lý đó là núi Thương Sơn. Giữa núi này thì cách thành cổ chưa đầy 1 cây số và từ đó thì có cáp treo đưa lên tận đỉnh núi. Thành cổ Đại Lý gắn liền với những tác phẩm của nhà văn Kim Dung. Thiên Long Bát Bộ cũng được quay tại thành cổ Đại Lý. Và lại nói đến núi Thương Sơn, trên hệ thống cáp treo vào núi Thương Sơn, ngay cổng của cáp là một bản khắc dòng chữ đề tựa của nhà văn Kim Dung. Địa điểm nổi bật tiếp theo tại Vân Nam đó là rừng đá Vân Nam. Rừng đá Vân Nam được biết đến rộng rãi từ thời nhà Minh với danh xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ quan, rừng đá hay còn gọi là Thạch Lâm. Đây là một khu rừng đá đương nhiên rồi, hoàn toàn tự nhiên tại khu tự trị của dân tộc Di, đồng thời là một trong những điểm thu hút khách du lịch bậc nhất của Vân Nam. Khu rừng đá này thì nằm cách Côn Minh khoảng 120 cây số. Ban đầu thì nó là đáy của một vùng biển lớn, sau đó thì nước đã dần cạn đi để lộ ra những núi đá vôi khổng lồ. Cộng với sự xói mòn của gió và nước đã tạo ra những hình thù ấn tượng cho các khối đá. Khu rừng đá này có niên đại khoảng 270 triệu năm. Những khối đá trải dài trên diện tích lên đến 400 km2 tạo ra những mê cung khổng lồ. Càng đi sâu vào rừng đá thì sẽ thấy càng choáng ngợp với những kiệt tác của thiên nhiên như vậy. Và những ngọn đá, những trụ đá ở Thạch Lâm thường biến đổi màu theo thời tiết. Trời mưa thì nó từ màu tro xám biến thành màu đen sẫm. Trời tạnh mưa mà nắng thì nó sẽ chuyển dần màu tro xám bình thường. Rừng đá Thạch Lâm thì bao gồm có 3 khu rừng nhỏ hơn, đó là Đại Thạch Lâm, Tiểu Thạch Lâm và rừng đá Nãi Cổ, với những khối đá kỳ lạ, dốc đứng sừng sững, tạo ra một khung cảnh cực kỳ ngoạn mục. Chính vì vẻ đẹp hiếm có của khu rừng đá này mà nó được chọn làm bối cảnh trong bộ phim Tây Du Ký nổi tiếng thế giới và cũng rất nổi tiếng ở Việt Nam. Theo đó, Tôn Ngộ Không sau khi đại náo Thiên Cung đã bị Phật Tổ Như Lai bắt giam ở một khối đá. Và khối đá đó chính là trụ Asima nổi tiếng tại Thiên Lâm. Sau đó thì Đường Tăng mới đến và giải cứu Tôn Ngộ Không. Đồng thời Thạch Lâm cũng trở thành một địa điểm để quay những cảnh của Hoa Quả Sơn, nơi ở của Tôn Ngộ Không, với rất nhiều ngọn núi và tảng đá hình thù kỳ lạ, nhiều thác nước, nhiều khe suối, hoa quả phong phú nước hương. Ngoài ra Vân Nam còn có núi Tuyết Ngọc Long hay còn gọi là Ngọc Long Tuyết Sơn. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên là Phiến Từ Đầu, cao 5.596m. Toàn bộ hệ thống này thì có hơn chục đỉnh núi cao trên 5.000m và những đỉnh núi này bao phủ một khu vực rộng lớn giống như những con rồng màu trắng giữa trời nên được gọi là Ngọc Long. Bên cạnh đó, Ngọc Long Tuyết Sơn còn là một khu bảo tồn động vật và thực vật quý hiếm. Trên thực tế thì 1/4 các loài thực vật ở Trung Quốc đều có thể được tìm thấy tại Ngọc Long Tuyết Sơn. Và cuối cùng, trà chính là đặc sản ở Vân Nam. Từ khoảng 1.000 năm trước thì con đường trà từ Vân Nam đến Tây Tạng, từ đó dẫn đến Nepal, đến Miến Điện, đến Ấn Độ đã được hình thành. Trong đó nổi tiếng nhất trong số các loại trà ở Vân Nam có lẽ là trà Phổ Nhĩ. Có những chuyện xưa, có những tích xưa liên quan đến trà Phổ Nhĩ. Ngày xưa thì kết nối với Vân Nam rất là khó. Vân Nam nằm ở một khu vực rất là cao, giao thông thì không thuận tiện, vận chuyển cái gì ra vào cũng rất lâu và chậm. Trà Phổ Nhĩ sau khi lên men thì được hấp và ép thành bánh để chuẩn bị cho quá trình oxy hóa tự nhiên. Tuy vậy, trong quá trình vận chuyển đường dài thì bị những cái yếu tố như là gió, mưa, nắng, nhiệt độ, độ ẩm liên tục thay đổi và khiến lá trà có phản ứng sinh học cho ra những đặc điểm đặc trưng chỉ có trà Phổ Nhĩ mới có. Thời kỳ nhà Thanh là thời kỳ phát triển thịnh vượng nhất của trà Phổ Nhĩ. Vương công quý tộc, văn nhân tài tử thì thường có thói quen dùng trà Phổ Nhĩ. Nó phổ biến đến mức được truyền miệng một câu ở trong dân gian: hạ uống Long Tỉnh, đông uống Phổ Nhĩ, và trà Vân Nam được liệt kê vào danh sách cống phẩm. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về Vân Nam với rất nhiều điều thú vị.
Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.